bên tay trước, bên trái quay, đưa bước. Cảm ơn các chiến đấu quân đội Việt Nam Cộng Hòa, những người lính đã một thời chiến đấu cho đất nước. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu nam MC Thanh Tùng, bước lên sân khấu. Thanh Tùng xin kính gửi lời chào đến đồng hương của mình, của San Jose. Cho Thanh Tùng thương ngay, ở ngay thời điểm mà đồng hương mình đang có mặt ở đây, Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đang phải gặp quân khu 7 để cầu viện và tăng cường an ninh ngay tại Sài Gòn. Các ngã đường đổ ra Tân Sơn Nhất an ninh bao vây vào ngày hôm nay. Chuyện gì xảy ra? Họ khiếp sợ trước sức mạnh, sự đấu tranh của bà con mình từ trong nước cho đến hải ngoại. 24 tiếng đồng hồ trước đây thôi, luật an ninh mạng đã được Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua. Luật an ninh mạng là hình thức bịt miệng, bịt tai dân mình. Và quý vị thấy, họ chỉ lùi cái dự luật đặc khu, chứ họ không quản. Và cùng lúc họ thông qua cái dự luật an ninh mạng, bịt miệng dân mình để chi? Cho họ dễ dàng thông qua trong tương lai. Sáng nay họ thông qua dự luật an ninh mạng, chiều nay San Jose có mặt, và chúng ta là những người đầu tiên có mặt lên tiếng thay cho hàng triệu dân mình bị bịt miệng ở trong nước. San Jose cùng chúng tôi, Thanh Tùng gọi, có chuyện đáp 3 lần, phản đối mỗi một lần Thanh Tùng gọi. Thí dụ như phản đối dự luật đặc khu, quý vị hét 3 lần, gào 3 lần để Bộ Chính trị phải sợ. Phản đối, phản đối, phản đối, được không ạ? San Jose chiều nay gian vọng về Bộ Chính trị phản đối luật an ninh mạng, phản đối luật đặc khu ban nước, phản đối, phản đối, phản đối, phản đối bịt miệng dân lành, phản đối, phản đối, phản đối, phản đối đàn áp dân lành, phản đối, phản đối, phản đối, phản đối dự luật ban nước, phản đối, phản đối, phản đối. Quý vị, hình ảnh này sẽ được chuyển về cho bà con mình ở Việt Nam. San Jose đêm nay hãnh diện, hình ảnh này được truyền đi khắp nơi trên thế giới, livestream hiện giờ bởi đài Việt TV cùng với rất nhiều anh chị em truyền thông đồng nghiệp với Việt Thao đang thu hình. Và chính quý vị giúp chúng tôi livestream gửi lên Facebook, cả thế giới sẽ phải nhìn về San Jose. Đây, những người con Việt xa xứ nhưng không quên bà con của mình, chàng có tay khúc lớn San Jose. Rồi, bây giờ cho Thanh Tùng xin quý vị chàng có tay cho những người mà họ đã trải qua cuộc chiến với tư cách là những người lính chiến đấu. Họ trải qua những năm tháng tù cải tạo và hôm nay họ có mặt ở đây trong các bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa. Các chú, các bác có Thanh Tùng sáng nay có mặt gắn sừng thú, treo cờ, treo từng cái cờ một ở khắp các góc đường. Chàng có tay cho các chú, các bác của Thanh Tùng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng của ban thủ đức Bắc người gắn cờ truyền lửa lại vào thế hệ của Thanh Tùng. Rồi, bây giờ là tới thế hệ trẻ hơn. Thế hệ trẻ hơn của chúng ta tối ngày hôm nay, thế hệ lớn lên tại Mỹ, ăn burger nhiều hơn là ăn nước mắm, nói tiếng Mỹ nhiều hơn nói tiếng Việt, nhưng hát tiếng Việt bằng tấm lòng của con dân Việt. Một sáng tác của ca nhạc sĩ Việt Khang, chúng tôi mời quý vị nghe lại một lần nữa vào giờ này, Triệu Con Tim và tiếng hát của bé Jenny Đan An. Con ở đây con lấy microphone. Rồi, trong khi chờ đợi bé Jenny Đan An, quý vị ơi, những người hùng sau lưng của các ca sĩ từ nãy giờ chưa được nghe tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giả dần Thanh Tùng, những người hùng của ban nhạc Sài Gòn Stars. Jenny Đan An. Con xin cảm ơn chú Tùng. Và để tiếp nối chương trình, con xin trình bày bài Chiều Con Tim. Yeah.
Cô đừng có gì chào coi tay thật lớn, không chỉ riêng cho một Jenny đang ăn mà hỗ trợ tinh thần cho thế hệ mới nhất, trẻ nhất của cộng đồng Việt Nam mình sau 43 năm. Jenny đang ăn. Đây, trên tay Thanh Tùng là tấm tiểu nữ, mà một thanh niên rất trẻ ở Việt Nam, rất trẻ, khôi ngô tuấn tú. Chính em đã cầm cái biểu ngữ này xuống đường biểu tình tại Việt Nam vào hôm Chủ nhật vừa qua. Em đã bị an ninh đánh đập, tàn nhẫn và bị bắt cho đến ngày hôm nay. Đây là tấm biểu ngữ mà người nhà nhờ mang cầm sang Mỹ, nhờ bà con mình ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới, nhất là San Jose, tiếp lửa cho em. Nội dung đây, đây cái chữ SEC là chữ tiếng Anh viết tắt của đặc khu kinh tế. FTC is a kind of selling Vietnamese territory to China. Đặc khu kinh tế là một dạng bán nước, bán lãnh thổ Việt Nam cho Trung Cộng. Đây, tấm biểu ngữ này đã theo chân đồng bào mình xuống đường trong suốt ngày Chủ nhật vừa qua. Nó thấm không chỉ mồ hôi, nó thấm máu, nó thấm nước mắt của bà con mình. Một lần nữa cái gì? Hét lớn, la to, gào mạnh chuyển về cho quê hương mình. Phản đối luật an ninh mạng. Phản đối dự luật bán nước. Và bây giờ là phần trình diễn rất đặc biệt. Và trước phần trình diễn này cũng như những phần trình diễn kế tiếp, theo lời yêu cầu của các anh chị em ca sĩ chứ không phải của ban tổ chức, để chúng ta có những hình ảnh thật đẹp, thật sạch, chuyển đi thông điệp cho toàn thế giới, chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị bằng tấm lòng mình mới đến đây, hãy vỗ tay, hãy hô khẩu hiệu, nhưng xin quý vị không cho tiền, xin không cho tiền trong lúc nghệ sĩ đang trình diễn trên sân khấu, để tránh cái hình ảnh này bị diệt tộc, nó tuyên truyền, nó làm nhục đi khí thế đồng bào đấu tranh tại hải ngoại. Được không quý vị? Không cho tiền, chỉ hô khẩu hiệu mà thôi. Tối ngày hôm nay, còn bây giờ, San Jose càng có tay thật lớn, phần trình diễn ngay bây giờ trên sân khấu của bộ ba mà quý vị thương yêu, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang và đặc biệt ca nhạc sĩ. Quý vị có khỏe không ạ? Wow, đông quá vậy ta. Kế kỳ bán vé rồi. Diệp Khang ơi. Diệp Khang cô lên là định ban nhạc trước thì anh tôi là chết. Hỗ trợ thay cho ban nhạc cũng như ban tổ chức ngày hôm nay, cảm ơn các chú trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hồi nãy đứng phía sau nghe anh Thanh Tùng nói rất nhiều, các chú đã bỏ công ra cho ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi chiều thật ý nghĩa. Nguyên Khang nghĩ là đây là một cái điều cần thiết, và nhất là trong thời điểm này chúng ta phải cùng với đồng bào trong quân đội để mình làm một cái công việc rất là tốt. Đồng bào ở trong nước đang đứng lên để đòi quyền lợi của chúng mình. 43 năm rồi quý vị. Đúng. Rất cảm ơn quý vị đã đến đây ngày hôm nay. Và bây giờ để cho tác giả giới thiệu bài hát của mình. Rất cảm ơn quý vị và các bác đang hiện diện nơi đây. Chúng ta hiện diện nơi đây, cái mục đích của chúng ta là như thế nào thì tất cả quý vị ở đây cũng đã biết. Hiện tình đất nước Việt Nam chúng ta đang có những biến động rất là lớn, mà người Việt Nam khắp nơi thì chúng ta cần quan tâm và cần phải có những chương trình như thế này để hướng về Việt Nam, đồng hành với người dân Việt Nam trong nước. Thì như là Việt Nam, những sáng tác của Việt
nó cũng rất là phù hợp với lại cái tình hình đất nước hiện nay. Và quý vị, chúng ta cùng nghe nhạc, nhưng mà chúng ta cũng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam hướng về đất nước, hướng về đất mẹ Việt Nam. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ba anh em chúng tôi, anh Nguyên Khang, Mai Văn Sơn và Việt Khang sẽ tam ca bài hát có tựa đề Việt Nam Tươi Nông. Biểu lộ cái sự không đồng tình của mình một cách ôn hòa
thì lại bị sự đàn áp đánh đập. Quý vị cũng đang nhìn thấy ở trên mạng xã hội Facebook cũng như là YouTube có những hình ảnh những con người bị dùng bạo lực. Thì giống như cách đây vài năm, năm 2011, Việt Khang sáng tác và đã bị bắt. Thì ngày hôm nay, ở trong nước, cái hoàn cảnh nó đang giống như là lặp lại. Những cái hình ảnh người dân xuống đường bị đàn áp, đánh đập, bắt bớ. Ngày hôm nay, Việt Khang muốn chia sẻ với tất cả quý vị qua bài hát có tựa đề Anh là Anh. Và bài hát này tôi khai xin mời tất cả quý vị nếu cùng một hát chung với anh em chúng tôi. Đó quý vị. All right, thank you San Jose. Chắc chắn là bài này phải thuộc sẽ không thuộc được.
Được không quý vị? Quý vị ơi, chúng ta thấy người dân Việt Nam ở trong nước không có được cái quyền làm người, cho nên là có những cái cuộc xuống đường biểu tình đòi cái quyền làm người, đòi những cái quyền cơ bản của một con người. Nếu sao trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói. Xin mời quý vị đưa cái bài hát này nó trở thành một cái giống như là biểu tình cao. Chúng tôi rất vui, Nguyên Phan, Mai Thanh Sơn. Lúc đó Việt Phan chưa qua thì một mình đi anh để còn ở trong tù lúc đó hay sao á, thì tụi anh là những người đầu tiên hát bài hát này. Và bây giờ khi mà mình nhìn lại những cuộc biểu tình xảy ra trong nước trong tuần lễ vừa qua, thì khi mà mình xem được những cái clip và người dân ở Việt Nam mình xuống đường biểu tình, họ đều hát nhạc phẩm này, thì làm cho anh em chúng tôi cảm thấy cái công việc làm của mình nó vô cùng ý nghĩa. Những người nghệ sĩ như anh em chúng tôi không có gì hơn ngoài tiếng hát của mình và những bài hát và đóng góp. Mong mỏi nó là một phần nào để có thể xoa dịu được nỗi đau hoặc là một cái ý chí nào đó cho người dân ở trong nước. Và điều đó là điều khích lệ lớn nhất đối với anh em chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng hộ cho những người ở trong nước cũng như là Chị cảm ơn Nguyên Khang và xin mời tất cả các ca sĩ vẫn đứng yên tại chỗ. Chúng ta vẫn còn gửi cho tất cả quý vị nhiều bài hát. Kính thưa quý vị, chúng ta không thể ngồi yên, chúng ta cũng không thể thở, chúng ta không thể vô cảm trước một hành động bán nước của Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy mà trong suốt 4 năm vừa qua, nhà văn Đỗ Văn Tròn, tổng giám đốc của hệ thống truyền thông truyền hình Kali Today, và người con gái hoa hậu của miền Bắc California, cô Đỗ Minh Nguyên, cùng với tất cả những người có tâm huyết tạo nên một dòng lịch sử trong vòng 4 đêm để có được một số lượng là 5.000 người đồng hương ngồi hôm nay. Để biết được những sự kiện như thế nào, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu nhà văn Đỗ Văn Tròn và cô Minh Nguyên sẽ thưa chuyện cùng đồng hương. Và chắc chắn đây là lời cảm tạ chân thành của một người đem cả tâm huyết của mình cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời nhà văn Đỗ Văn Tròn và cô Minh Nguyên. Kính thưa quý vị, cô Minh Nguyên xin thân ái kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, trong một ngày thứ ba như vậy mà chúng ta quy tụ được trên 3.000 đồng hương, chúng tôi đã cố gắng mời tất cả những cái hội đoàn để cùng có mặt hôm nay. Hôm nay chúng tôi nhìn thấy kể cả bên hội đoàn, bên ban đại diện cộng đồng có ông Phạm Ngọc Sơn, rồi ông Nguyễn Ngọc Tiên, rồi ông Mai Quyên và tất cả những hội đoàn khác đều có mặt. Thưa quý vị, từ nãy giờ chúng tôi đã nghe quý vị hoan hô đã đảo nhiều rồi, nhưng mà chúng tôi cảm thấy còn nhỏ lắm. Quý vị, thưa quý vị này, khi chúng tôi nói là phản đảo, phản đối an ninh mạng thì quý vị xin không, phản đối dự thảo và khu quý vị không, và hãy trả tự do cho những người biểu tình. Quý vị trả tự do, chúng tôi xin lặp lại, và nếu được, xin những anh em truyền thông đồng nghiệp của chúng tôi, hôm nay chúng ta lấy một cái thước phim thật đẹp để chúng ta gửi về ngay trong nước ngay tức thì xin quý vị cùng giơ cái lá cờ chúng ta vẫy thật nhiều, quý vị phản đối dự thảo là khu, phản đối dự thảo là khu, phản đối an ninh mạng, phản đối an ninh mạng. Chúng tôi không dám làm thiệt nhiều.
chúng tôi xin được ban nhạc game thì nhiều quý vị. Ở Việt Nam hiện giờ đã có những cái bản cấm chó và người Việt Nam bước vào khu vực của người Trung Quốc. Vì vậy sao? Một người bạn tôi Việt Nam đã nói một câu như vậy: em không đi biểu tình em cũng chết, thà em đi biểu tình mà em chết còn hơn. Với 3.000 trái tim của chúng ta thắp tỏ cho ngày hôm nay, những người cầm quyền phải nhìn lại lương tri của mình và trái tim của chúng ta, trái tim của những người Việt Nam dù xa xứ nhưng vẫn hướng về và những đồng tình với những hàng trăm ngàn người Việt đang xung đột biểu tình. Thưa quý vị, và một nữa xin quý vị hãy vẫy tay cờ thật nhiều. About how his friend saw a sign that said no to dogs and no entry. No Vietnamese people should enter an area of Chinese commerce located in Vietnam. We need to demand the Vietnamese government, the communist government, to give back the human rights to all Vietnamese people and treat them with dignity, because from abroad, from San Jose, from California, from all over the world, we are supportive of human rights for Vietnam, and thank you so much for being with us today. Và chúng ta hãy vỗ tay thật nhiều cho tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt chúng ta cùng Bắc Cali. Và bây giờ trả lời sân khấu cho Điền Khang, Nguyên Khang, Mai Tây Sơn đã trả lời tự do cho tụi em. And now freedom for all you all to sing. Thank you so much for coming down here to support us. Xin cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Tròn, và chúng ta sẽ trở lại với những ca nhạc sĩ mà chúng ta rất là mong đợi. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào mừng Việt Khang. Việt Khang và Mai Thanh Sơn nữa quý vị. Và mấy con người mẫu rất là đẹp nữa quý vị. Và anh Việt Khang giới thiệu bài hát đi. À, kính thưa quý vị, có một bài hát rất hay và bài hát này đúng ra là lâu rồi đúng không? Anh em mình là thế hệ thứ hai của trung tâm Asia được hát nhạc phẩm này, một sáng tác rất hay của thiếu tướng Phan Bình Đạo. Ông biết khi ông còn ở trong Lê Bình Đạo khi còn ở trong tù cộng sản Việt Nam. Và bài này ngày hôm nay ba anh em chúng tôi đặc biệt muốn vinh danh đến cho những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các chú các anh đã hy sinh cho tất cả mọi người chúng tôi. Cảm ơn. Nhà phẩm nhớ mẹ, xin mời quý vị. Xin gửi tặng đến cho tất cả những người mẹ tuyệt vời nhất ở đây ngày hôm nay, được không ạ? Cầm tay nói, đang sẽ về đây với bóng tối.
vẫn hát từng ngôi sao đêm như anh thăm mẹ hiền. Trời mây lung linh soi anh mắt mẹ hiền. Hồn con dâng dâng con nhớ mắt mẹ hiền.
học lên bài ca tranh đấu thế ra đời một nền hòa bình vinh viễn mau đến cùng người một đoàn người mới hãy tung lên bài ca tranh đấu thế vang dền và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương trong một nhà sư bị nhốt giữa sân chùa phân phát tình thương nay thành kẻ tội nhờ xin cho linh mục bất oan thiên đưa cha Tây Nguyên vì cấm giữa núi rừng thánh giá oanh vai thân người đã cộng tư trong buôn điên lặng những câu tình không an bộ đội xung quanh bản thân điêu tàn chạy trốn từng đêm một đề cầu ơi hãy mọc lên bài ca tranh đấu hãy ra đời một ngày hòa bình vinh viễn mau đến cùng người một đoàn người mới hãy vùng lên bài ca tranh đấu
trước hết thì Madison cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Dũng rất là nhiều. Trước hết Madison xin kính chào toàn thể quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chuyện đầu tiên thì Madison muốn cảm ơn đến nhà văn Võ Văn Trọn cũng như là tổng giám đốc của hệ thống trung tâm thiên tai cũng như là tất cả các hội đoàn tổ chức và lên tiếng về được đảng cộng sản Việt Nam cũng như là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dân đất cho Trung Quốc. Đây là điều tất cả chúng ta nên chốt lại và tôi sẽ rất là vui khi có mặt tối hôm nay để mà lên tiếng cũng như là đứng chung với cộng đồng ở sau đây cũng như là ở những diễn văn và thành phố hoa ngoại để lên tiếng về những việc không dám là giờ phút trưa của ngày 13 tháng 6 năm 2018 tại Việt Nam. Trong giờ phút vô cùng sinh động và tất cả những trái tim của người Việt Nam chúng ta nơi đây khi một lần hướng về đất nước Việt Nam để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những nhà dân chủ đang đấu tranh cho một đất nước được tự do và không bị cộng sản đàn áp cũng như chúng ta phản đối những cái luật bán nước. Xin đồng hương đặc biệt hãy mở phone ra và quy định để cái hệ thống của đàn chúng ta cho một phút đưa ánh sáng từ nơi đây đến đồng bào Việt Nam trong niềm ánh sáng của trái tim yêu thương. Và với ánh sáng này chúng ta sẽ gửi tất cả những nỗi niềm của người Việt hải ngoại về với đồng bào trong nước. Và từ đó chúng ta sẽ hỗ trợ cho từng bước chân của người Việt chúng ta để đi đến một thành công đập đổ Ba Đình Hà Nội, làm cho đất nước Việt Nam trả về cho con người Việt Nam thật sự. Xin tất cả quý vị cùng giơ cao ánh đèn. Và ánh đèn này sẽ là hiện thân của tình thương yêu đồng bào Việt Nam hải ngoại. Ánh đèn này sẽ là trí tuệ sáng suốt của những người tự do dân chủ. Ánh đèn này sẽ là những điểm sáng cho những người hướng về tự do dân chủ. Kính lại quốc tổ Việt Nam. Kính lại hồ thiêng sông núi Việt Nam. Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước, trong giây phút vô cùng linh động, trong giây phút mà ánh sáng của mỗi trái tim người Việt bây giờ đang hướng về Việt Nam với tất cả những tình cảm yêu thương để mong cho đất nước Việt Nam được trọn vẹn lãnh thổ và mong cầu cho tự do, nhân quyền và hòa bình đến cho đất nước Việt Nam. Nơi đây, hàng vạn trái tim người Việt tại miền Bắc California đã thắp lên một ngọn nến huy hoàng hướng về để gửi đến sự thật và tình thương yêu để giúp cho những nhà dân chủ có được một niềm tin yêu vững mạnh. Những nhà dân chủ luôn luôn chân cứng đa mềm để tiếp tục sự nghiệp tranh đấu cho Việt Nam được tự do, dân chủ và phú cường. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị lắng lòng một giây hướng về đất nước quê hương Việt Nam. Một giây phút hướng về quê hương Việt Nam vừa hoàn tất. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể sự hưởng ứng của đồng hương Việt Nam Cộng Hòa Bốn Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu với quý vị
một nghị viên của khu vực số 4, nghị viên Diệp Thế Lăng sẽ lên đây để chào mừng tất cả đồng hương. Một lần nữa xin trân trọng giới thiệu Diệp Thế Lăng. Cảm ơn giáo sư Dũng. Thưa quý vị, chúng tôi là nghị viên Diệp Thế Lăng, xin lỗi là đã đến trễ hôm nay hàng tuần thứ ba, và mỗi ngày thứ ba là hội đồng thành phố chúng ta họp, cho nên tôi mới phải chạy từ tòa thị trấn cho đến đây để cùng tham gia và cùng ủng hộ tinh thần với quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi là một nghị viên của thành phố San Jose, tham gia trong cái sứ dân chủ tại đây. Cái công việc chúng tôi là làm việc cho thành phố, nhưng luôn luôn trong mọi trường hợp khi có đồng bào chúng ta đứng lên để biểu tình, để chống lại những cái tàn ác của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng tôi luôn luôn sẽ có mặt. Tại San Jose này chúng ta thấy chứng minh, tôi, Nguyễn Yên Tâm, Phó Thị trưởng Ma Xuân Nguyễn, nhiều người khác đã từng tham gia dòng chính. Người Việt Nam chúng ta có thể thành công trong một cái xã hội dân chủ, tự do. Đất nước Việt Nam chúng ta có thể thành công trong một cái đất nước, trong cái nền xã hội dân chủ tự do. Nhưng cái cản trở duy nhất của đất nước Việt Nam chúng ta chính là cái Đảng Cộng sản đó. Cho nên chúng ta phải làm mọi cách để chấm dứt cái chế độ đó, mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Lâu nay chúng ta đã nói Cộng sản là cái bọn bán nước, và ngay đây qua cái hành động giao nước 99 năm cho Trung Quốc, Đảng Cộng sản đã chứng minh chúng ta cái điều nói là đúng. Đảng Cộng sản Việt Nam! Quý vị, cảm ơn. Rất vui khi được quay trở lại với tất cả quý vị. Đèn chói quá, nhưng mà như dưới cũng còn đông đủ lắm, không có đông ai bỏ về, đúng rồi. Wow, một chàng pháo trai. Bạch Sầm nói, xin lỗi gì? Giờ phải đăng nữa. Bây giờ, nãy giờ những hình ảnh ở đây là đã được live stream. Dạ. Chưa. Ok. Bây giờ hình như là nãy giờ mọi người ngồi hơi lâu rồi. Với bài này là mọi người phải đứng dậy hết lại anh em tụi mình nữa à. Quý vị ơi, quý vị có ai cũng có xài cái phone. Thì Việt Khang mong rằng là những cái bài hát của anh Nguyễn Khang, Việt Khang và Mai Thanh Sơn, quý vị mở cái đèn của cái phone lên và chúng ta đứng lên cùng hát chung cho cái không khí của chúng ta nó thật là mạnh mẽ. Quý vị nào không có phone có liên lạc, quý vị có liên lạc với Việt Khang sẽ giống như là những vì sao thắp sáng về quê hương Việt Nam của chúng ta. Yeah, rất là đẹp. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng hòa chung với ba anh em chúng tôi với bài hát Trả Lại Cho Dân. Nhìn xuống tổ da gà ha. Đẹp quá. Đẹp lắm. Yeah.
Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng tường thuật và buổi đêm văn nghệ hướng về Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị đón theo dõi tiếp các chương trình phóng sự sau.